Chiều mùng 7 tháng 1, đoàn công tác báo Tuổi Trẻ Thủ đô, tỉnh đoàn Hà Giang, Ngân hàng Hợp tác xã đã đến thăm, dự lễ thượng cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, tặng quà cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Lũng Cú. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, sau khi Thiếu úy Hoàng Thanh Phong, đồn biên phòng Lũng Cú hô khẩu lệnh, nghiêm, chào cờ, chào. Tất cả đoàn công tác đứng trang nghiêm, hướng mắt lên quốc kỳ và đồng thanh hát quốc ca trước lá cờ rộng 54m² đang tung bay phấp phới trên ngọn kỳ đài ở đỉnh núi Rồng. Những giai điệu hào hùng của quốc ca được vang lên, hòa nhịp cùng tiếng gió của cao nguyên đá càng làm cho không khí của buổi lễ thêm trang nghiêm, linh thiêng trong niềm xúc động, tự hào của tất cả mọi người tham gia. Trong chuyến công tác tại Hà Giang, đoàn công tác báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã phối hợp với tỉnh đoàn Hà Giang, Ngân hàng Hợp tác xã trao 200 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Lũng Cú. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú. Đoàn công tác mong muốn các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở và bà con nhân dân xây dựng địa bàn biên giới phát triển về kinh tế, vững mạnh về an ninh, tham gia hiệu quả vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Trước đó ngày 6 tháng 1, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã tặng báo xuân tới đại diện tỉnh đoàn Hà Giang. Nhân dịp này, đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ Thủ đô cùng các đơn vị đồng hành đã tới thăm và trao 200 suất quà Tết, trị giá 400 triệu đồng cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.